Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Mobile City. Tiếp tục sẽ là một video về chủ đề những chiếc máy được giảm giá tại Mobile City. Hôm nay chúng ta sẽ có tổng cộng là 4 mẫu máy nha. Trong đó thì có 2 sản phẩm giá rẻ cấu hình cao, đúng chuẩn cho game thủ ít tiền. Cụ thể là mẫu gì thì bắt đầu video nhé. Ok, mình đã chia rõ timeline của từng máy phía bên dưới, bạn nào muốn xem nhanh ấy, kích vào nha. Đến với chiếc máy đầu tiên trong video ngày hôm nay, một chiếc máy siêu hot Redmi Note 11T Pro được giảm 200k. Bây giờ cái phiên bản RAM 6 bộ nhớ 128 ấy sẽ chỉ còn là 4.650.000 mà thôi. Thực sự chưa bao giờ mà giá của smartphone lại rẻ đến mức như bây giờ. Chỉ với 4.600.000 thôi, các bạn sẽ sở hữu một chiếc máy chiến lược All Game Marketing dã man Dimensity 8100 mà. Hiện tại với chiếc Redmi Note 11T Pro ấy, các bạn quẩy Gen Cinepark đồ họa marketing cũng tạm ổn nha. Tất nhiên là khi chơi thì có bị tụt nhưng mà tổng thể là chơi được nha, không quá khó chịu. Mà cùng lắm thì các bạn gắn sò vào là ok, quẩy marketing vô tư. À nhưng mà các bạn lưu ý nhá, để mà có hiệu năng tốt như vậy thì trên chiếc Redmi Note 11T Pro ấy, các bạn nên xóa cái phần joystick đi. Đó, chiến game nặng nó sẽ ok hơn. Chiếc Redmi Note 11T Pro thì cũng xuất hiện trên kênh của Mobile City rất là nhiều rồi. Đây đúng chuẩn là một chiếc gaming phone giá rẻ luôn, hiệu năng siêu cao. Nhưng mà đánh đổi lại thì các bạn sẽ bị cắt giảm về khoản màn hình nha. Tấm nền IPS LCD của máy thì thực sự là hơi kém người dùng một chút. Đó. Những bạn mà quen dùng iPad rồi thì ok. Kiểu như các bạn đang dùng quen Android giá rẻ này, hoặc là iPhone 7, iPhone 8 lẫn các thứ ấy, thì sang chiếc máy này sẽ cảm thấy bình thường, chả vấn đề gì cả. Nhưng mà với những bạn từng dùng AMOLED cao cấp một chút này, hay là iPhone XS đổ lên ấy, thì thôi, bỏ qua giúp mình nhá. Rất may, những trang bị còn lại của máy thì khá là ok. Chúng ta sẽ có thiết kế đúng trend này, hai loa stereo chất âm tốt, pin 5000 châu sạc 67W, camera 64 chấm ổn trong tầm giá. Và hiện tại với chiếc máy này có phiên bản RAM EU rồi, các bạn áp sang dùng là máy chính ok. Đó, nói chung bạn nào mà thích chơi game nặng mà chỉ có ít tiền thì tranh thủ nhá. Redmi Note 11T Pro đang có giá rất tốt. Đến với chiếc máy thứ hai, cũng là một chiếc máy dành cho những bạn thích chơi game giá rẻ, đó là chiếc Realme GT Neo 5 SE. Nhưng mà máy sẽ chỉ giảm 100k mà thôi, với cái phiên bản RAM 8 này, bộ nhớ 256, mức giá sẽ chỉ còn là 7.150.000. Đây cũng sẽ là chiếc máy mạnh nhất tầm giá mà cấu hình khá toàn diện nha. Các bạn sẽ có Snapdragon 7 Plus Gen 2 này, quẩy All Game Marketing luôn, Gen Cinepark á, trên 5x FPS. Màn hình của máy giống hệt so với cả Neo 5 luôn, hiển thị rất tốt. Hai loa stereo chất âm ổn này, pin 5500 châu chưa, đi kèm với cả sạc 100W. Camera của máy thì tuy bị cắt giảm khá nhiều nha, nó chỉ ngang với cả chiếc Realme GT Neo 2T thôi. Nhưng mà vì là thuật toán của Realme, vậy nên ảnh chụp ra thì cũng khá đủ dùng. Ngày trước thì các bạn sẽ lo với chiếc Neo 5 SE bị lắp SIM đúng không? Tuy nhiên hiện tại thì hàng hóa tại Mobile City ấy, sẽ là phiên bản được unlock SIM sẵn rồi nha. Các bạn mua về ấy, chỉ việc dùng mà thôi. Bây giờ chỉ chờ mỗi chiếc Neo 5 SE có thêm phiên bản ROM quốc tế. Nếu mà đa nhiệm tốt cộng với cả thông báo ngon thì perfect luôn, đúng chuẩn máy quốc dân. Rồi, đến với chiếc máy thứ 3 trong video ngày hôm nay sẽ là Redmi Note 11. Máy sẽ được giảm 200k với phiên bản RAM 4 bộ nhớ 128 này, mức giá sẽ chỉ còn là 3.450.000. Cái phiên bản RAM 6 thì đắt hơn 300k. Nhiều bạn kiểu gì cũng sẽ comment là bây giờ mà vẫn mua chiếc Redmi Note 11 thì hơi phí đúng không? Bỏ ra thêm mấy trăm nghìn nữa thôi sẽ có chiếc Redmi Note 12. Nhưng mà các bạn lưu ý nhá, mức giá này của chiếc Redmi Note 11 ấy sẽ là phiên bản chính hãng. Đó. Còn bỏ thêm mấy trăm k với chiếc Redmi Note 12 ấy sẽ chỉ là phiên bản sách tay mà thôi. Chứ còn phiên bản chính hãng của chiếc Note 12 thì cũng sẽ đắt hơn một chút này, cộng với cả nâng cấp không quá nhiều so với cả chiếc Note 11 nha. Trong tầm giá khoảng hơn 3 triệu máy chính hãng thì mình thấy cấu hình của chiếc Redmi Note 11 cũng rất là ok. Các bạn sẽ có máy kháng nước IP53 này, màn hình AMOLED 90Hz nha, độ sáng cũng là 1000 nits rồi. Máy có hai loa stereo luôn nhá, trong khi với chiếc Note 12 ấy, sẽ chỉ là một loa mà thôi. Pin là 5000 châu này, đi kèm với cả sạc 33W. Mỗi con chip Snap 680 thì không quá mạnh mà thôi, gọi là chơi game cơ bản dùng hàng ngày. Nhưng mà đó, ưu điểm của máy chính hãng thì full tiếng Việt này, ít trễ thông báo, dùng là máy chính ok. Những bạn học sinh sinh viên ít tiền mua máy này cũng được, hoặc là các bạn mua tặng phụ huynh với cả trẻ con thì quá hợp lý rồi. Đến với chiếc máy cuối cùng trong video ngày hôm nay sẽ là Xiaomi 13 Ultra. Máy sẽ được giảm 200k với phiên bản RAM 12 bộ nhớ 256 này, mức giá sẽ còn là 20.150.000. Mình cũng đã từng có một video đánh giá chi tiết chiếc Xiaomi 13 Ultra trên kênh rồi, các bạn có thể xem lại nhé. Mặc dù trang bị cấu hình của Xiaomi 13 Ultra rất là khủng đúng không? Nhưng mà theo quan điểm cá nhân của mình thì đây là một chiếc máy khá kén người dùng. Thứ nhất là vì giá của máy hơi cao đúng không? Máy Xiaomi mở hơn 20 triệu cũng sẽ khiến nhiều bạn phải cân nhắc. Ngoài ra này, thiết kế của máy rất ngầu đúng không? Nhưng mà cảm giác cầm nắm thì không thoải mái một chút nào cả. Máy dày nặng cộng với cả cụm cam siêu lồi luôn, đặt trên bàn rất là khó chịu. Cụm cam của máy rất khủng đúng không? Nhưng mà với quan điểm của mình ấy thì nó cũng sẽ khá kén người dùng, tại vì
màu sắc mình thấy có chất riêng. Những bạn thích thì sẽ rất ưng, nhưng mà những bạn mà quen dùng iPhone với cả Samsung rồi thì chắc là sẽ không thích đâu. Màu nó kiểu hơi ảm một chút ấy, cộng với cả ảnh vẫn không quá sáng. Ok, vừa xong là 4 chiếc máy đang được giảm giá tại Mobile City. Vậy thì các bạn thấy sao về 4 chiếc máy này? Các bạn thích chiếc máy nào nhất? Hãy để lại comment phía bên dưới nha. Link mua cả 4 thì mình sẽ để dưới phần mô tả cũng như bình luận game của video. Giờ xin chào, bye bye.